những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới qua đời vào năm 2022. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vào mùng 8 tháng 9 năm 2022, cả nước Anh đã phải đón nhận một thông tin hết sức đau buồn. Khi nữ hoàng Anh của họ sau 70 năm ngồi trên ngai vàng nước Anh đã đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã giúp hiện đại hóa chế độ quân chủ qua nhiều thập kỷ. Đây là một trong những thay đổi xã hội to lớn với nước Anh. Đối với hầu hết người dân ở đây thì bà dường như là vị quân vương duy nhất mà họ từng biết. Lễ tang của bà cũng là lễ tang nổi tiếng nhất trong năm nay. 2. Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Vị cựu tổng thống Liên Xô khi còn sống bị coi như một kẻ tội đồ bởi những nỗ lực cải cách của ông đã gây nên làn sóng bất bình trong dư luận vì làm một siêu cường quốc hùng mạnh trong mấy chục năm bị tan rã, chấm dứt chiến tranh lạnh. Cùng với đó là sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Ông từ chức khi các nước Cộng hòa tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và mất vào tháng 8 năm 2022. 3. Cựu thủ tướng Abe Shinzo. Ông Abe được coi là chính trị gia nổi tiếng hàng đầu, cùng với đó là thủ tướng tại vị lâu nhất ở Nhật Bản. Tuy nhiên, vào mùng 7 tháng 8 năm 2022, khi đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng LDP ở Nara, thì ông đã bị ám sát và qua đời. 4. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh hay sư ông Làng Mai là bậc thầy hướng dẫn tâm linh, có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày khắp trên thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, nhà thơ, một nhà học giả và là một nhà hoạt động hòa bình. Thiền sư cũng từng có quá trình hành đạo ở nước ngoài và sau này thì viên tịch vào lúc 1:30 ngày 21 tháng 1 tại chùa Từ Hiếu.